mình phải chấp nhận công tâm và công bằng sòng phẳng với bản thân mình trước nha. Mình phải tự nhìn thấy là tôi đã cũ, làm vừa lòng rất nhiều người là một việc vô cùng khó khăn đó, kể cả những người cũ từng yêu thương mình. Mình mà làm sai hay là giống như một sự phản bội, tình yêu tuyệt đối với người con của mình. Dạ. Hoặc là gọi FaceTime về, con hỏi ba đang làm gì, ở đâu. Trời ơi, hạnh phúc vô biên cương luôn, hơn tất cả những cái thứ tình yêu khác. Trong không khí vui tươi của những ngày đầu năm mới, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhân vật mà Thu Hương tin chắc rằng khi gặp người này, mọi người sẽ luôn có một nguồn năng lượng tươi vui. Và không để mọi người chờ đợi quá lâu, khách mời hôm nay của chúng ta sẽ là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, để cùng lắng nghe những chia sẻ của anh về công việc lẫn cuộc sống hiện tại. Em chào anh Hưng ạ. Xin chào Thu Hương và chào tất cả quý vị độc giả của báo Phụ Nữ Thành Phố. Tình hình bán đĩa những ngày qua của anh như thế nào rồi ạ? Phải nói là rất khả quan luôn. Cứ ngày nào cũng phải ký, về ký mấy chục cái, xong rồi cả đêm 200-300 cái. Và khắp nơi họ cứ đặt theo tin nhắn đó. Bây giờ thì không có sợ cái tình trạng đĩa lậu nữa rồi. Cho nên là cứ từ từ nhẫn nha. Tại vì ở Mỹ, nước ngoài đặt nhiều lắm nhưng gửi đi rất khó. Tại nó có cục pin á, gửi căng lắm. Phải gửi một cái đường hướng khác, theo cái giải pháp là phải đi đường tàu. Một cái dạng cargo, một cái hành trình lớn á, thì mới đi được, một lần chỉ có được 20 cái, mà phải mỗi người đứng tên khác nhau mới gỡ được, vậy luôn á. Dạ, em nghe nói là hình như mình cũng tái bản nhiều lắm rồi đúng không anh? Lúc đầu dự kiến là làm 500 cái limited đó. Sau đó tình hình nó trở làm cái vèo hết trơn, có 2-3 người là 500 cái rồi, còn mấy người khác thiệt thòi sao đây. Thế là phải quyết định thôi, không có limited gì nữa hết đó. Ai cũng phải được nghe, được sở hữu cái món quà quá đặc biệt này, kỹ vật này của Hưng. Thế quyết định tăng lên con số là đó, mấy ngàn cái. Dạ, từ 500 cái mà lên mấy ngàn cái là chắc chắn khán giả đã ủng hộ anh Hưng rất nhiều luôn ạ. Với thời điểm này và cái mặt bằng chung này, để người ta cứ mua đĩa, mua CD và để nghe vậy đó, rất là khó. Nhưng mà con số là số khả quan lắm đó em ạ. Dạ, trong cái thời gian qua đi diễn rồi gặp gỡ khán giả, mọi người có phản hồi như thế nào về sản phẩm của anh và có cái kỷ niệm nào vui mà anh Hưng có thể chia sẻ không ạ? Rất vui, vui lắm luôn. Đi tới đâu ai cũng hỏi, ai cũng nói và ai cũng khen ngợi. Gặp ngoài sân bay cũng khen, rồi gặp ngoài trong club, bar, vũ trường hay phòng trà hay những buổi tiệc đó, họ cũng đều khen, mà họ còn giới thiệu nhau, xong rồi họ còn kêu chuyển khoản liền tại chỗ, xong rồi gửi địa chỉ. Mình phải vội vàng lưu tên của họ thôi, mình phải quay về Sài Gòn để mình ký tên họ lên trên đĩa, máy đĩa đó mới gửi đi được đó. Nó rất nhiều công đoạn, và thậm chí có những em bé đó, có những người nói chú ơi cho con trả tiền làm 2 lần nha. Trời ơi, tội với sợ luôn á. Tại vì là không đủ tiền nữa chứ, rồi lãnh được tiền ba mẹ cho hay tiền gì đó đi làm thêm biết. Con trả trước, con mê quá con trước nữa. Trời ơi, mình nở lòng nào mình chờ được nó thôi. Tặng con luôn nữa đó đó, thấy không? Một nửa ủng hộ chú được rồi. Có nhiều trường hợp sinh viên thấy thương lắm. Thì mình cũng nói, thôi em chọn cái giải pháp CD đi. Không, em phải giữ được cái máy này mới được, nó kỳ lạ lắm. Nó hút dễ sợ luôn, ba mẹ em cũng thích. Thì em phải cố gắng em nhịn, em nghe trước xong rồi em gửi cho ba mẹ em. Rất nhiều là có những nhạc sĩ, rồi có những người trong nghề đó. Trời ơi, nhạc sĩ Nhất Huy đó, không tin nổi luôn. Không tin nổi là cậu ấy nói là làm ơn ship dùng một cái máy đó liền. Đó, mày không tặng tao thì tao trả tiền. Đó, thì mà nghe từ Cà Mau đi về Sài Gòn, xong rồi từ Sài Gòn đi Đà Lạt cũng nghe đúng một cái đĩa máy đó là bằng cái máy đó luôn. Đó, mỗi một lần tôi nghe có cảm giác khác vô cùng. Đó là kỷ niệm đặc biệt lạ lùng với đặc biệt nhạc sĩ Nhất Huy đó. Còn em trong nghề thì trời ơi thích, vô cùng thích luôn. Còn kỷ niệm dễ thương là mình tận tay ship hàng đến tận nhà của Mỹ Tâm. Lần này là anh tới và gặp chị luôn hả? Lúc đó chị đi diễn xa thì gửi lại cho người công ty đó, gửi cho ba mẹ một cái, gửi cho Tâm một cái. Như hồi nãy anh chia sẻ là hiện tại không còn đĩa lậu rồi, mà cũng có thể nói là một mình một chợ, nhưng mà cái chợ hiện tại bị không có còn sôi động như trước á anh, đúng thì rồi, chắc em. Là anh cũng có những tâm tư đúng không anh? Có chứ. Như Hưng nói đó, công việc ca sĩ đi hát mà để kiếm tiền thu nhập từ bán đĩa là không còn nữa nha mọi người nghe. Không còn đâu. Tất cả những kiểu đó cũ lắm rồi. Khán giả ngày nay không còn giữ cái thói quen ngày xưa là mở CD lên cùng nhau nghe, hoặc là đêm về là mở CD để nghe, hoặc nghe trên xe. Xe bây giờ nó cũng hạn chế luôn nữa, Bluetooth không à, đó, không có sản xuất cái đồ đĩa thêm, chỉ cho nó cồng kềnh. Xã hội thay đổi quá nhanh, là mình cũng chạnh lòng chứ. Những cái sản phẩm mình đưa ra như vậy đó, mà lại
có một sự đón nhận nó hơi ghẻ lạnh, không phải chỉ riêng cho mình mà rất rất nhiều nghệ sĩ khác luôn. Nó không còn là đĩa bạch kim, đĩa vàng như ngày xưa nữa, không có, với số lượng đĩa triệu không còn nữa. Đó, cho nên là, nhưng mà tụi Hưng cũng phải thực hiện sản xuất là vì khán giả, vì sự nghiệp của mình, vì những ca khúc mà mình muốn để lại những kỷ niệm. Một cái sản phẩm vật lý như vậy đó, nó là một cái kỷ niệm trong sự nghiệp mình chứ. Rồi để có cái để khoe báo chí, khoe với đồng nghiệp, để cho người ta nhớ mình đã và đang hoạt động đó. Cho nên là tất cả những cái tâm tư nỗi niềm đó cũng trông chờ vào cái việc mà mọi người ủng hộ để mình có thể thu hồi được cái số vốn, mình tự tin mình sản xuất những cái đĩa khác nữa để tiếp tục phục vụ những người yêu nhạc một cách chân chính, yêu nhạc vẫn còn hoài niệm. Chỉ bây giờ thậm chí Hưng cũng vậy nữa, lên xe lâu lâu mới nghe lại cái CD thôi. Đó, chính bản thân mình cũng vậy nữa, nghe trên điện thoại trong Bluetooth vô xe, cho nên cũng không trách được ai hết. Đó, cuộc sống thay đổi mà, mình cũng phải thay đổi theo, cả guồng máy của xã hội là như vậy. Nhưng những cái sản phẩm này, những cái kỹ vật này nó sẽ theo mình tới mãi mãi và sau này sẽ có giá trị vô cùng. Dạ, có đôi lúc anh có nhớ lại cái thời kỳ huy hoàng của băng đĩa, rồi mình cũng như là đồng nghiệp tiêu thụ được rất là nhiều cái đĩa không ạ? Dạ, ai cũng sẽ có nhớ những thời huy hoàng đó. Ngay cả những người bán băng đĩa hiện giờ vẫn còn hoạt động đó, họ cũng sẽ nhớ như thời in ấn đĩa không kịp bán. Hơn cũng vậy nữa, đăng ký hoặc in ấn chuyển đi khắp nơi, đi Mỹ đi. Nhưng mà hiện nay ở Mỹ vẫn còn nha. Riêng, đặc biệt ở Mỹ vẫn thích nghe CD, vẫn mua bán CD rồi ở những cái show diễn rất thoải mái đó, và mình ship đến tận nơi cho người ta nữa. Và tình trạng ở Mỹ thì đĩa lậu cũng chẳng còn nhiều luôn. Đấy, nên là ở Mỹ vẫn còn có duy trì thói quen nghe đĩa, cho nên không phải chuyển hết hàng qua Mỹ để chuẩn bị cho những cái show diễn sắp tới ở Mỹ để mà đi bán và ký CD tặng kỷ niệm cho họ. Đấy, còn ai cũng có thời kỳ rực rỡ, cái ngành nghề nào cũng vậy hết. Mọi người thấy không? Nó không phải là một cái riêng một ca sĩ không thôi, ngành nghề nào, một loại nước uống giải khát nào cũng vậy nữa. Nó có trend và nó đi qua rất nhanh, cái gì cũng vậy hết. Cho nên là mình phải thích thời đó, mình sẽ thích nghi được với tất cả mọi hoàn cảnh và những cái diễn biến của cuộc sống, mình có thể tới được nơi bến bờ an toàn. Dạ, âm nhạc của anh Hương hiện tại đã được phủ lên một lớp áo mới. Và anh có hài lòng với cái lớp áo hiện tại không anh? Trời ơi, nếu nói không hài lòng á là sẽ bị phạt, bị quýnh đòn đó, vì là mình đã chọn đúng chỗ ngứa của khán giả người xưa cũng như khán giả trẻ để mà thuyết phục được nhiều người như vậy mà họ hài lòng như thế, mà còn đòi hỏi cái gì nữa mà không hài lòng. Quá hài lòng chứ, mình lúc mình ra sản phẩm mình cũng trông chờ, mình hy vọng, mình cũng cho thăm dò nghe thử một vài nơi, có người thì đón nhận rất nhanh, có người thì thích luôn. Ví dụ như là Phạm Toàn Thắng đó, nhạc sĩ đó, em nói rằng là em thấy một cái sự thay đổi rất rõ ràng 100% của Đàm Vĩnh Hưng, không như trước đây là nó hơi mờ thôi. Rất rõ ràng, cách hát cũng vậy, nó rất trendy, rất Gen Z, nó không bị luyến lấy lạng lách nhiều, và cái hòa âm cũng rất dễ chịu. Thậm chí hát cái bài mix lại đó, mà Thắng nghĩ đó chỉ là một bài thôi. Thậm chí có những người rất trẻ chứ, trẻ đẹp luôn á, làm trong nghề luôn, đứng sau cái màn hình này đó, đứng sau camera này đó, mà nghe cái bài đó thì hơi khó chịu, không có quen kiểu mashup kiểu đó, mà nó thích kiểu đường phố, kiểu căn bản ngày xưa. Đó, cũng giống cái người là chất tiếp của chị Hương Lan đó. Là hồi đó anh có làm mashup cách đây mấy năm, anh cho học trò anh thi đó, xong anh gửi chị Hương Lan coi thử, để trông chờ bà khen nha. Chị Hương Lan nói, chị nhắn tin, hi hi hi, cái này nhiều bài quá em ha. Vậy thôi. Là người ta chưa có kịp đón nhận một cái kiểu đồ chơi mới đó, dành cho Bolero. Thì chính vì mình phải tiên phong, những người đi đầu tiên là những người sẽ gặp phải những bụi rậm vấp ngã đầu tiên đó, sẽ có những cái lối mòn đẹp cho những người phía sau họ đi, thì Hưng sẽ là như thế. Và may mắn mình tìm được bạn đồng hành quá nhiều ở thời điểm này, với những gì đã từng có, từng nghe từ hiện diện trong mười mấy năm nay Bolero sống lại đó. Rồi họ cũng có một chút phần nào mệt mỏi với cái kiểu hát cũ và cái kiểu chơi nhạc cũ đó, thì ít ra có một làn gió mới, một chiếc áo mới như em nói đó, đã khiến họ có cái nhìn nó vừa vặn hơn với Bolero qua giọng hát của Đàm Vĩnh Hưng, cách thể hiện một cái người luôn luôn cách tân như Hưng. Và họ cho họ có thêm một cơ hội, cho Bolero có thêm một cơ hội để được quyền kể chuyện với những người trẻ hiện nay, và kể cả những người, một người xưa kể theo cách mới. Dạ, với một người luôn liên tục đổi mới như anh Hưng, mọi người hay
Không biết là cái lớp áo trong cùng của anh là gì thế ạ? Lớp áo trong cùng là chạm tới da thịt và trái tim rồi đó. Cho nên là Hương nghĩ tất cả mọi thứ mình sẽ làm bằng từ tâm của mình, trái tim của mình và cái nhận thức của mình và cái sự thức thời đó. Và mình phải đúng hướng nha, chứ nói thì ai nói cũng được hết trơn á. Còn cái thực hiện được để mà mọi người đón nhận á, thì phải nói là Hương như vừa mới đăng quang ngày hôm qua. Yes. À, chính xác luôn là vậy đó. Vừa được gọi tên đăng quang đó, thì nó có như là ai cũng đón nhận, ai cũng thương yêu, ai cũng thừa nhận và được lòng dân đó. Cái từ dễ hiểu nhất là được lòng dân. Nhưng mà hoa hậu vậy nó đăng quang được lòng dân, không ai chê, không ai ghét, không ai bài xích, không ai lôi chuyện cũ ra nói đó, thì coi như được lòng dân là thắng rồi đó. Thì tôi nghĩ là sẽ tiếp tục làm người thợ may làm nghề dành cho những sự đổi thay theo cái guồng máy của cuộc sống, cái guồng quay của cuộc sống này, nó quay tới đâu mình phải tới đó. Có khi một năm nữa nó sẽ không còn những cái kiểu trendy này, mà nó còn quay lại cái đồ xưa lắc xưa lơ hơn, là một cái gì đó sẽ mới hơn nữa mà chưa biết được. Đấy, cho nên mình cứ theo cuộc sống và theo những cái làn sóng của thời cuộc thôi. Dạ, trong quá trình mà anh liên tục đổi mới cũng như là giao thoa giữa cái cũ và cái mới, có bao giờ anh gặp khó khăn không anh? Cũng có chứ, cũng bao giờ đã khó khăn. Mình là một cái giọng hát nó đã định hình và cái thói quen nó ăn trong máu mình và trong cách xử lý của mình nó 20 năm trời, không phải đơn giản. Đó, 25 năm thì đúng hơn, để mà mình tách mình ra, quên mình đi, biến thành một người khác để hát theo kiểu khác, thì nó phải đòi hỏi sự đấu tranh tư tưởng rất lớn trong mình. Mình dám không? Mình dám làm điều đó không? Đó. Cái thói quen của mình ném vào cửa sổ, rồi khán giả cũ của mình á, mình đưa một món đồ ăn mới ra, liệu họ có chịu đón nhận hay không? Một cái bài toán rất lớn nha, để mà đón nhận. Mình nói như thế này thôi, chứ còn mà những người xưa họ bảo thủ lắm, họ vẫn thích cái kiểu cũ. Tôi vẫn thích anh nghẹn ngào gào thét hoặc là hát drama lên ở trong một bài hát. Tôi thích cái kiểu đó tại tôi yêu, nó thanh xuân của tôi là như vậy. Tôi tới với anh bằng gì như vậy mà anh khùng điên, anh cá tính ở trong cái cách hát của mình á, là tôi thích, tôi mê. Tự nhiên giờ anh theo tụi nhỏ là cái gì đó. Đó, có những người sẽ phản ứng như vậy, thì mình cũng phải có cách giải thích là đâu đó vẫn có những cái bản ballad, những cái bản buông nhạc trẻ đó, để mà làm vừa lòng những người đó. Có, còn chứ phải không đâu. Hương hát phòng trà đêm vẫn hát theo kiểu đó. Đó. Tuy nhiên với cái nghe nhìn hiện đại hiện nay, mình phải có cách tiếp cận với người trẻ. Hương phải khổ lắm chứ không phải đơn giản đâu. Làm vừa lòng rất nhiều người là một việc vô cùng khó khăn. Đó. Kể cả những người cũ từng yêu thương mình, mình mà làm sai hay là giống như một sự phản bội, sự quay lưng với họ là không đúng luôn. Cho nên là Hương nói cái này để trần tình, để mọi người hiểu hơn một chút xíu nữa, mà cho Hương được đi cái con đường mới này, để Hưng tiếp cận được con của bạn, em của bạn, cháu của bạn nha. Đó. Và cái cách mới này á, nó sẽ cho Hưng đứng lại được ở cái vị trí mà cái đường đua nó đang chạy cho mọi người. Chứ còn mà Hưng mà không có biết làm mới á, Hưng sẽ ở đứng lại mãi phía sau thôi. Đó. Và cái đường đua giống như một cái xa lội đó, xe cứ chạy hoài thôi. Mình mà chết máy, làm sẽ đứng lại và các cái xe vượt qua. Hoặc mình không muốn chạy nhanh nữa, làm sẽ vượt qua hơn nữa. Cố gắng chạy nhanh nhất có thể, cũng không nên làm, cũng không thể nào mà vượt ngang hàng với những cái xe đời mới hơn nữa. Yeah. Đó, cho nên mình cố gắng hết sức để thấy mình vẫn đang di chuyển, vẫn đang hoạt động. Mọi người hiểu Hương nói gì không? Dạ, chắc chắn là hiểu đúng không? Và thông cảm cho Hương nha, và thương Hương nhiều hơn khi mà Hương phải đứng ở giữa hai làn nước để chọn một cái làn ở giữa, đi tướng hai hàng khó coi vậy đó, để kiếm được khán giả mới và duy trì được khán giả cũ, và là giữ được cái sự yêu thương của mọi người bằng rất nhiều cách khác nhau. Có khi phải đối diện hàng đêm bạc đầu luôn á, không phải giỡn đâu. Dạ, thường mọi người hay nói rằng nghệ sĩ là không tuổi á anh. Và nhưng mà khi mà mình làm việc chung với những cái thế hệ Gen Z, và em nghe mọi người hay bảo rằng Gen Z rất là khó làm việc, bởi vì họ có cái tôi cũng như cá tính là khá mạnh, thì không biết là anh có cái kinh nghiệm gì không ạ? À? Đúng đó. Nghệ sĩ xưa, những người thành đạt cũng có cái tôi của họ, và nghệ sĩ trẻ ngày nay, khán giả trẻ hoặc là cái ekip, những người tài năng, những người làm về sản xuất họ có cái kiểu của họ. Tại vì sao? Họ đã nhuốm trong mình cả một cái màu sắc rất đẹp, rất trẻ, rất hiện đại, nó thành thói quen rồi. Bây giờ là những người như Hưng đang tìm tới họ,
chứ họ không phải đi tìm những người xinh như Thùy Hưng. Và họ có công chúng, họ có khán giả, họ có cái ekip, họ có đường dây, họ có, nói chung là cái data của họ có sẵn ở trên rồi. Còn mình muốn mới, mình đang tìm tới họ mà, mình phải nhún nhường chứ, đúng không? Chứ còn mà mình cứ cương, mình cứ đem theo kiểu mình, thôi tự làm đi, đúng không? Mình phải sẽ nguyên si cái cũ của mình nè, mình sẽ hát theo cách cũ, thu âm cách cũ, lựa nhạc cách cũ, và cái gì cũng y chang mình hết trơn á. Mình phải chấp nhận công tâm và công bằng sòng phẳng với bản thân mình trước nha. Mình phải tự nhìn thấy là tôi là cũ nha, tôi không có gì tiến bộ hơn, tôi đang dậm chân tại chỗ, và tôi không có gì mới hơn hết, không có làm gì để cho người ta đón nhận hay ghi nhận dấu ấn nào hết. Tôi vẫn cứ như vậy thôi, tôi vẫn là làm Vĩnh Hưng, vẫn là người này người kia vậy đó, y chang vậy thôi. Thì mình chấp nhận cái kết quả cái như cũ thôi, không ai phủ nhận hết. Nhưng mà để đòi mới, để đòi gần tiếp cận mọi người thì không được. Cho nên mình phải biết lột bỏ cái áo ra bên ngoài và mặc cái áo mới. Thì áo mới đó phải biết cách điều. Hưng nói chuyện với lại ekip trẻ Hưng tìm tới, Hưng tự quan sát chứ không biết đó. Cả một khoảng thời gian dài như vậy đó, mình không bật lên một cái gì hết, không có một cái gì để ghi nhớ, ghi dấu ấn cả, thì phải tự biết mình đã như thế nào. Đó là cái sự tỉnh táo của một ngôi sao đó. Không phải là ai cũng có thể làm được, để có thể tiếp cận được, đưa mình tới những cái ekip trẻ, mà mình phải deal luôn đó. Anh sẽ có cái suy nghĩ của anh trình bày ra, và các em sẽ có cái suy nghĩ và cái tư duy của tụi em trình bày ra, thuyết phục bên nào, thuyết phục bên nào mạnh hơn thì nó thắng. Anh cho là cái điều vậy luôn mà, anh trên 50-50 lật cờ lên hết luôn, anh nói vậy đó. Tụi em nói thuyết phục anh, đúng không, và làm cho anh cái thỏa mãn, anh theo tụi em ngay, anh theo một cách ngoan ngoãn luôn, như em bé luôn, một ca sĩ trẻ mới vào nghề đang cần người định hướng vậy luôn mà. Anh rõ ràng lắm, chứ không anh đứng ở chỗ không được, cái này tôi phải luyến vậy nha, tôi phải hát vậy nha, anh phải gào anh mới chịu nổi nha, không có nha. Anh nói rõ, rất rõ ràng luôn, gào đi, hát luyến lấy đi đó, chừng đó năm qua đã có cái gì mới đâu đó. Mình đã biết như điều đó, mình đã tự tìm tới những ekip trẻ để mình làm gì, để tìm một cái sự mới mẻ. Mình không có mới mẻ thì người ta có, thì làm ơn thu mình lại tiếp nhận những cái mới hơn. Đó là cái cách làm việc của anh là vậy đó. Cho nên đây là cái kinh nghiệm, nếu như những người bạn cùng trang lứa mà muốn mới mẻ, muốn tìm gì cũng khác biệt đi, thì phải chấp nhận quên tất cả những cái lấp lóe lập lòe của mình mười mấy năm trước lại đi nha. Mình bước chân vào một cái vườn chơi mới, sân chơi mới, tiếp nhận những cái bạn đối thủ hoặc những cái team mới để mình có thể fighting với họ. Mọi người thường hay nói rằng anh là thời gian thì sẽ chui rèn cho mình thêm bản lĩnh, sự trưởng thành. Nhưng nó cũng lấy đi cho mình một số thứ, và đặc biệt là trong cái làng giải trí thì mà sống sau xô sống trước rất là mạnh mẽ à. Đúng rồi, điều đó là rõ ràng, rất rõ ràng luôn. Đó. Chính vì vậy Hưng phải dùng nhiều cách để đứng lại được, để bơi các kiểu, để tới được bến bờ. Đó. Hưng nói hoài luôn, hồi xưa Hưng đã nhìn thấy được rất nhiều cái sự ý y. Hưng thấy được họ tương đối dễ dãi đối với vinh quang, đối với sự nghiệp của họ. Họ đạt được ở vị trí rất tuyệt vời đó, sau đó họ sẽ mãn nguyện, hài lòng và dễ dàng, dễ ngươi với những gì họ có được. Cho nên là nó đi qua rất nhanh và không thấy uổng. Trong khi họ có thể làm được nhiều thứ, thế không được, mình không để rơi mình vào rơi tình trạng đó nha. Cho nên không dùng nhiều cách khác nhau. Thậm chí ngay cái dòng nhạc xưa này, Hưng đã phải tính toán ngay từ đầu đó. 2005 Hưng mới vừa nổi có mấy năm mà đó, 2001 là được gọi là hiện tượng, 2002 là được đình đám rần với Bình Minh Sam đi, thì chỉ mới có 3 năm thôi đó, mà Hưng đã chuẩn bị sản xuất tiếp những cái vinh quang khác để mình lót đường, để mình có những cái sân sau, có những bãi đáp cho mình an toàn, là Hưng phải nhắm tới một cái gì đó. Bây giờ trẻ giờ đang như vậy rồi, mình cứ theo thôi đó, tới đâu mình hay tới đó. Còn cái gì nữa, chuẩn bị liền một bài đáp mới, đó là nhạc xưa. Và Hưng dấn thân đi kiên trì 18 năm trời đó, để đi theo con đường nhạc xưa, để mình có được cái lựa chọn theo hàng năm. Khi nhạc xưa nó sống lại thì người xưa họ nghe ở giai đoạn đó, cho tới một giai đoạn cái kiểu đó không còn thịnh hành nữa thì kiểu mới, mình phải theo kiểu mới liền, vẫn cái đồ chơi xưa đó mà theo kiểu mới thì lại được tiếp diễn. Và ví dụ như là album vừa rồi được đón nhận từ người trẻ cho tới người xưa. Người trẻ họ chưa từng thấy những cái máy hát đĩa than ngày xưa đó, mà được thu nhỏ lại như vậy, và loa liếc
mấy CD nhà ông mất tiêu hết trơn rồi, bây giờ có sẵn nguyên cục vậy luôn. Ôi ông này hay quá, ông này khen dữ lắm, trời ơi, mấy đứa con mấy đứa cháu trên mạng vậy thương cái sợ luôn. Nó thích là thích, thì mình thấy mình đã đi đúng được đúng hướng rồi. Dĩ nhiên từ hy vọng của Hưng là ngọn lửa này á, sẽ thắp lên và sẽ khiến cho các nhiều các bạn trẻ khác sẽ biến tướng cái dụng cụ á, để nghe nhạc của mình á, thành một kiểu khác. Thay vì cái máy hát là nhạc xưa mà là cái máy hát thì có thể người ta có thể làm một cái hộp phấn, một make up, có loa luôn, có nhạc của nó luôn, ví dụ vậy đó, đúng không? Sẽ biến tướng đi thành những cái kiểu khác để có thể giới thiệu giọng hát của mình một cách tiện nhất, không cần phải nghe trên điện thoại nữa, mà có một kỹ thuật gì đó theo mình mỗi ngày đó, trong một chai nước hoa hoặc trong một cái gương soi, ví dụ vậy đó. Được chứ sao được, tự mình nghĩ ra thôi, mình sẽ tồn tại thôi. Cũng như Hưng cũng đã tại phải đau đáu rất nhiều, hàng đêm ở trên mạng, trên máy tính ngồi nghe hết tất cả những cái bài mà hot rầm, trời ơi vậy mà hot là trời, lúc đầu mình vậy đó, đó. Hát vậy, hát nhật nhạc này mà hot sao trời, hát như hết hơi vậy mà số 1, cái gì ghê vậy. Xong mình phải tự điều chỉnh lại bản thân mình, nó có lý do hết, thì mới hot. Tại vì ngày xưa mình cũng đã từng hot một cái bất ngờ, có lý do chứ, đúng không? Đó, cho nên là mình cũng đừng có cưỡng lại cái này, biết thừa nhận, phải tập cái văn hóa thừa nhận nó đi. Thì không đã thừa nhận được cái điều đó, là tất cả mọi thứ thay đổi, cả thế giới thay đổi, cách nghe nhạc và cách hát và cách viết nhạc không còn như ngày xưa. Hôn trên tóc em, tôi ra đứng đợi ngoài sông không có nữa, mấy cái từ nó cũ lắm rồi, nó sư lắc sư lơ và tìm ở bài nào cũng có một hai từ giống giống thôi vậy đó. Đó cho nên là nó sẽ bị gọi là cũ ngay lập tức. Hưng kìa, tự chọn nhạc đó, mua một lỗ luôn để nha, nó xài được đâu, lúc mà đem ra trời ơi cũ hơn chứ cũ nữa. Nó là những cái tạm vinh hưng của 2010 đó, không còn kịp nữa. Dạ, trong cái kho nhạc mà tồn đọng đó khoảng bao nhiêu bài anh? Anh em ơi, trên dưới 30 bài á. Dạ. Mua trả tiền tác quyền các kiểu được không xài. Ừ. Mua độc quyền nặng đô lắm á, giờ nữa nha. Nhưng mà cuối cùng là do đó là do ông Đàm Vĩnh Hưng cũ ông lựa chọn. Chứ không phải Đàm Vĩnh Hưng mới, cho nên là nó không thích thời nữa. Dạ, hiện tại hạnh phúc của anh Hưng như thế nào ạ? À? Là giữ được vị trí hay là anh hài lòng với cuộc sống của mình thôi? Hạnh phúc của Hưng hả? À? Hạnh phúc của Hưng đơn giản lắm, rất đơn giản. Một buổi nói chuyện như thế này được trải lòng, được mọi người hiểu hơn cũng hạnh phúc. Được một cậu bé làm trong nghề truyền thông khen ngợi album của mình thích, hạnh phúc. Con mình ôm cổ mình, hôn mình, hạnh phúc. Rồi người thân thương gửi đồ ăn cho mình cũng thấy hạnh phúc. Và sự quan tâm đó, anh đơn giản lắm. Anh thấy những khi mà mình nhận được cái gì đó ghê gớm nhất, ví dụ như giải thưởng danh giá, được gọi tên, rồi được ghi nhận, rồi được tặng tiền đi, tiền xì đi đó, hoặc là có những cái gì đó hay tình yêu nhắn tin cho mình hoặc gì đó, anh thấy nó cũng gần giống giống nhau em ạ. Dạ, chỉ có bất hạnh mới là khác biệt, cho nên anh hay chọn nhạc buồn để làm sự khác biệt, để làm bạn với những nỗi đau, những cái vết thương, vết sẹo, và cho người ta dễ nhớ mình lâu hơn. Dạ, nhưng mà trong anh thì vẫn là nguồn năng lượng tích cực đúng không ạ? Chắc chắn rồi. Và cái hạnh phúc lớn nhất hiện tại của Hưng nữa là chính là Hưng được đi đón con mỗi buổi chiều đó, rồi được cầm cái áo của ổng mình đem đi giặt, mình hửi, hoặc đi xa mang theo cái gối của Polo đó, hoặc là gọi FaceTime về, con hỏi ba đang làm gì, ở đâu, trời ơi nó hạnh phúc vô biên cương luôn, hơn tất cả những cái thứ tình yêu khác nhiều. Dạ, nhắc tới Polo thì làm sao anh có thể sắp xếp thời gian khi mà mình kính lịch như vậy để chăm sóc con được ạ? Anh cũng thấy mình hay luôn á, trời ơi thiệt luôn á, có thể bù đầu bù cổ mới chịu nổi được cái nết của Hưng nha, chứ còn mà để rảnh quá là bắt đầu làm chuyện bậy á, bắt đầu đẻ ra những cái thứ khác đó, tốn tiền, ví dụ như mua sắp đó. Cho nên là không có thể trong một ngày lên sẵn kế hoạch luôn nha. Sáng thức dậy tập thể dục, xong rồi ăn trưa với gia đình, bắt đầu lo việc của sự nghiệp, hòa âm sao rồi, phòng thu sao rồi, hay là trả lời báo chí phỏng vấn như nào, rồi xong đánh cầu lông xong tới giờ là phải, mọi khi là đánh tới 5 giờ chiều, nhưng bây giờ là khác, bắt đầu đi học rồi là tới 3 giờ 45 là dừng lại đó, phải đẩy giờ sớm hơn lên đánh,
đó, để tới trận trường đón con. Hưng muốn được đón con, Hưng muốn con đeo mình, Hưng muốn con chỉ biết luôn luôn cần có ba đó. Có nhiều người khuyên Hưng tập đi chứ, tập cho con mình không đi làm việc không có con nghe bên cạnh, hoặc là cho con nó tự lập đi chứ. Dạ cái đó Hưng dở, Hưng thừa nhận Hưng không chịu được, Hưng không đập, không cần tập. Tại vì Hưng đã thấy rồi, mình làm cha làm mẹ có mười là mấy năm mà, có mười mấy năm thôi quý vị ơi. Nó lớn lên một cái là nói khỏi nghe luôn, ôm hôn một cái không chịu nha, hoặc là dọn ra riêng đó, làm kiếm tiền chút xíu là bắt đầu là nói không được rồi đó nha. Hoặc là con phải bận lắm, con bận lắm, hẹn buổi ăn tối khó vô cùng đó. Hoặc là hôn ba cái, hôn mẹ cái cỡ nó hổ, con thấy quá nhiều, cho nên là con không muốn đắm chìm vô cái việc mà giảng dạy của các bậc phụ huynh mà bản lĩnh giỏi tới mức độ mà chấp nhận xa con đi làm xa rồi tập cho con cái chưa, Hưng không làm được, Hưng chịu phạt, Hưng chịu tất cả mọi khổ cực cũng được nữa, Hưng, con Hưng phải gần Hưng, phải cần Hưng, đêm ngủ là phải ôm chặt cánh tay mình giữ chặt trong lòng ấy, Hưng mới chịu nổi, Hưng thích, Hưng thèm cái đó. Chắc làm bà vui lắm đúng không ạ? Vui chứ, hạnh phúc chứ, vui lắm luôn á, biết được nhiều thứ lắm, biết đo sữa, đo nước nóng nguội, rồi biết cái sữa nào con mình sẽ hợp, sữa nào cao, rồi ăn dặm thế nào, trái gì ngon, hoặc là ốc sụt sụt thứ trơn, nhiều thứ để mình biết được lắm. Dạ, có bao giờ khi mà lớn lên á, thì bé Polo nói là muốn ba ở cạnh mình nhiều hơn, rồi lúc đó anh sẽ như thế nào ạ? Trời ơi, anh đang cần cái điều đó, anh năn nỉ mỗi ngày luôn á, anh phải dặn nói chuyện ru ngủ của nó nha. À, mỗi lúc mà ổng đang muốn xin cái gì á, mà ổng đang lụy mình á, mình phải nói liền. Ví dụ em mốt một lò lớn, bộ lò có cho ba đi chơi cùng không? Cho ba đi nha, đừng bỏ ba ở nhà nha. Ba đi ba giữ đồ cho bộ lò cũng được nữa. Đó, cho bộ lò chơi với bạn đi, là ba trả tiền chứ. Đó. Bộ lò chơi gì mà trả tiền cái đó. Đó. Dắt bạn đi đi, ba trả tiền chứ. Nhưng mà nhớ cho ba đi theo, đừng để ba ở nhà. Gật đầu hứa, nằm ôm cậu ba, không muốn ba mình đâu. Đó. Mình phải tập cái đó hoài hoài luôn cho nó thành một cái thói quen đó, bắt buộc thì mới chịu được. Rồi có bao giờ anh bị con bỏ rơi không? Cũng có chứ, trời ơi đôi lần mình tưởng mình ngon mà không có đâu, tới khu chơi chơi là ok ba đi hát đi, ba đi đâu đi, ba đi đi, trời ơi một sự dễ dãi rất là lớn xảy ra bất ngờ luôn đó. Có những lần mà hồi xưa là không có đâu nha, bước đều cả thôi là chết với ổng liền luôn, đi toilet cũng đi vô chổng theo luôn, không có đi đâu mà rời được hết trơn luôn. Mình dùng mọi cách khác nhau đó. Cuối cùng là tới một giai đoạn là nó tự nhiên thay đổi. Đấy, ba đi hát nha, ba đi kiếm tiền mua đồ chơi cho bố lò, mua sữa cho con chứ. Dạ ba đi hát vui vẻ. Dạ. Ba đi mua đồ cho bố lò. Dạ ba mua đồ nhiều đồ đẹp nha. Nó vậy luôn á. Dạ. Ở trên xe đi chơi với các cô, có nghĩa là có một sự lựa chọn khác rồi đó, hiểu không? Dạ. Đó, cho nên là rất dễ bỏ rơi nếu như có sự lựa chọn khác. Mình phải tập liền, mình phải là lựa chọn duy nhất, ngon nhất, xịn nhất. Anh hay nói là mình cố gắng làm để xây cái cây ATM trước cửa nhà. Sau này con có lập gia đình hay con có đi xa thì nó phải về thôi. Đó. Thậm chí mà anh tính luôn á, ngay cả chuyện mình ta chết á, bàn thờ phải để ngay ở nhà lobby đó, ngày nào ra đi vô phải thấy thao hết trơn á, chứ để tuốt trên tàu cao á phải lười lên lắm, ví dụ vậy đó, không sợ đó, tính trước, tính xa hết, tính trước hết luôn đó. Mà nghĩa trang mà cũng xa quá nó cũng lười đi nữa đó, thôi ở trong nhà thờ hay chỗ nào gần gần mình đối diện nhà bước qua đó, phải tính hết, cái sợ con mình nó sẽ quên mình. Dạ, trong Tết năm nay thì anh cùng con có dự định gì không ạ? À, 3-4 năm nay từ khi có con là đưa con về Nha Trang mùng 1 Tết, là hướng bên nhà ngoại. Dạ. Đó, mẹ đỡ đầu của Polo ở ngoài đó thì luôn luôn về đó để chúc Tết, gặp gỡ nhau để lấy lì xì, nhận lì xì. Còn là luôn luôn giao thừa là con được thức khuya để cho cà phá bông đón giao thừa đó, thì ở mệt quá ngủ thì chịu thôi đó, sáng sớm là đi rồi. Những Tết nhất là không bao giờ ra khỏi Sài Gòn đó, đừng nói chi mà ra khỏi Việt Nam, không bao giờ ra khỏi Sài Gòn luôn. Đó là cái nguyên tắc riêng của Hưng đối với ngày Tết của Việt Nam. Hưng yêu Tết kinh khủng lắm, mê Tết lắm đó. Cho nên là không có cho phép mình nhận xô đi xa khỏi Việt Nam. Anh từng chia sẻ là có một khoảng thời gian anh được cha chở trên chiếc xe Honda trong rủi khắp phố phường Sài Gòn.
và bạn đi một thời gian thì anh lại phải chui vào rạp hát để xem hát. Chắc chắn những ký ức hơi có một chút tí buồn này sẽ nhắc nhở cho anh rất nhiều điều. Nó cũng là một cái liều thuốc chích cho mình, phải một piston nó đẩy mình, doping mình phải phấn đấu. Cái chuyện phấn đấu ai đó cũng được hết trơn. Mà Hưng đã phấn đấu như nào thì từ con số 0, âm 0 luôn mọi người ạ. Âm 0 luôn á, Hưng nói thiệt. Tại tất cả những thứ này để dành trong phim của Hưng. Đó, cho nên là Hưng chưa có thể chia sẻ hết được. Âm 0 luôn. Mà một thân một mình, không có cha, không có mẹ bên cạnh nha. Ba Hưng thì về với má lớn, nghèo, thất thế, thất thời. Má Hưng thì phải ở tạm một nơi dành cho những người hơi hư hỏng. Rồi Hưng ở trong bà ngoại, không có một cái sự bảo bọc nào hết ngoài cho ăn cho ở thôi đó. Và Hưng một thân một mình đi lên tới giờ phút này, không hư hỏng, không hút sách, không rượu chè cờ bạc, không tập trung đua xe hoặc là đua đòi các kiểu, không có. Một đời sống rất lành mạnh thì nó đòi hỏi một cái sự ý thức từ cái nghèo khó để mình phấn đấu, mình đi lên. Mình bị cái gì mình phải đứng lên ngay chỗ đó. Đó cho nên là đôi khi Hưng phải dạy con mình từ cái nghèo là sự thật, chứ đầy đủ quá cũng hơi nguy hiểm đó. Trong năm 2024 anh có dự định gì không anh? Rất nhiều dự định, phải nói là một năm sẽ mang lại một sự thăng hoa rất lớn. Thì Hưng biết năm rồng là năm cái gì đó nó rất thuộc về mình luôn. Hưng hợp với rồng lắm, Hưng hợp vô cùng luôn. Cho nên mọi người thấy những chương trình của Hưng hay có hình rồng, áo cũng có rồng, rồi những cái logo của Hưng cũng hay có rồng đó. Ba của Hưng là tuổi rồng nữa, cho nên là Hưng rất hợp, Hưng tin là hợp. Và những cái mong muốn của mình về nghề nghiệp, về sức khỏe, về sự nghiệp, kể cả bộ phim của Hưng đó, nó sẽ là có một sự khởi đầu thuận lợi. Em xin cảm ơn anh Hưng đã chia sẻ rất nhiều câu chuyện thú vị cho độc giả của báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Em xin chúc anh năm 2024 sẽ thực hiện rất nhiều dự định mà mình ấp ủ. Cảm ơn báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh cho Hưng một cái cơ hội được trải lòng quá nhiều như vậy. Cảm ơn khán giả, các fan, kể cả active fan đang theo dõi, đang nghe những gì Hưng chia sẻ. Hưng thương chúc cho tất cả quý vị, kể cả ban biên tập, các phóng viên và khán giả, các fan, người dân Việt Nam ở khắp mọi nơi, ở trên mọi miền đất nước cũng như ở thế giới, sẽ có một năm mới thật bình an, mạnh khỏe, giàu sang, sung túc và thành đạt.